Sáng ngày 5 tháng 3, ba người đàn ông ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa đi tập thể dục trên tỉnh lộ 511, đoạn qua xã Quảng Lưu, bị xe tải tông trực diện. Hậu quả làm hai người tử vong, một người bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, khoảng 5 giờ sáng 5 tháng 3, trên tỉnh lộ 511 đoạn qua địa bàn xã Quảng Lưu xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến người đi tập thể dục. Vào thời gian nêu trên, ba người đàn ông là T, V, M, 52 tuổi, T, V, T, 52 tuổi và B, V, T, 48 tuổi cùng trú tại xã Quảng Lưu đang đi bộ tập thể dục trên tỉnh lộ 511 thì bất ngờ bị xe tải mang biển kiểm soát 36C, chưa xác định được danh tính người điều khiển, tông vào. Hậu quả vụ tai nạn làm hai nạn nhân T, V, M và T, V, T tử vong tại chỗ. Nạn nhân B, V, T bị thương, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, chiếc xe tải nêu trên nhãn hiệu KIA, sản xuất năm 2019 tại Việt Nam, có niên hạn sử dụng đến năm 2044. Chủ của chiếc xe tải là ông L, V, G, trú tại huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Xe tải biển trắng, số người cho phép chở tối đa 3 người. Chiếc xe này được kiểm định lần gần nhất ngày 25 tháng 9 năm 2023 tại trung tâm đăng kiểm 3604D Thanh Hóa, có hạn kiểm định đến hết ngày 24 tháng 9 năm 2024. Cơ quan chức năng huyện Quảng Xương đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.